Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, nhiều tài liệu đã được đưa ra về kế hoạch tài chính của Binance nhằm phá vỡ quy định của Hoa Kỳ với việc tạo ra Binance.us. Các tài liệu mới chứng minh mức độ phức tạp của Binance.us với Binance.com và chúng thực sự không hề tách biệt. Các cơ quan quản lý cho rằng Binance là một FTX khác đang chờ bùng nổ. Tiền của khách hàng Binance Hoa Kỳ được trộn lẫn với Binance.com. Theo tạp chí Forbes, nếu các nhà quản lý Hoa Kỳ kết luận rằng có sự liên kết này, có nghĩa là Binance có quyền kiểm soát với một công ty Hoa Kỳ. Như vậy, các cơ quan quản lý có thể yêu cầu quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Binance. Điều này đối với nhiều nhà đầu tư sẽ là một cuộc khủng hoảng thật sự trong ngành. Ba thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall đã gửi một lá thư tới Binance. Họ gọi sàn giao dịch là điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp. Họ đã yêu cầu một loạt tài liệu từ Binance và Binance.us về tài chính, việc tuân thủ các quy định và quản lý rủi ro của công ty. Họ muốn các tài liệu trước ngày 16 tháng 3 tới đây. Diễn biến của vụ việc này vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi sẽ cập nhật tới các bạn trong những video tiếp theo, ngay khi có thông tin mới nhất. Bitcoin bước vào tuần mới với sự biến động tương đối thấp, giống với những gì đã diễn ra trong hai ngày qua. Sau khi giảm mạnh từ mức 23.500 đô la, Bitcoin hiện vẫn đang di chuyển trong phạm vi 22.400 đô la và chưa cho thấy dấu hiệu sẽ có sự bứt phá. Các nhà phân tích cho rằng mùa đông tiền điện tử đã đi qua, nhưng rủi ro về việc Bitcoin giảm giá vẫn còn sau cuộc khủng hoảng của Silvergate. Tuy nhiên, tin vui cho các nhà đầu tư đó là dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc. Trung Quốc đã mở cửa trở lại. Họ đã nhanh chóng dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với chính sách Zero Covid kể từ đầu năm. Tuần tới sẽ là một tuần bận rộn với các công bố dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, với cán cân thương mại, dự trữ ngoại hối và dữ liệu tỷ lệ lạm phát dự kiến. Sự mở cửa của Trung Quốc là một yếu tố tích cực đối với nền kinh tế thế giới, góp phần vào tâm lý lạc quan của những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng như crypto. Nhu cầu kinh doanh và đầu tư sẽ tăng cao trở lại. Nó sẽ đối trọng với những lo ngại liên tục dai dẳng trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng như lãi suất tăng cao. Vào cuối tuần này cũng sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng của ETH Denver, cuộc họp quan trọng nhất hàng năm dành cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh và tài chính phi tập trung DeFi trên Ethereum. Và thông tin cuối cùng, công ty ATM Bitcoin bị cáo buộc thu lợi từ các vụ lừa đảo tiền điện tử. 52 kiosk tiền điện tử đã bị tịch thu trong cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm chống gian lận và rửa tiền trên mạng do cơ quan mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu. Công ty S&P Solutions, một công ty công nghệ Bitcoin, đã bị truy tố vì cáo buộc điều hành các kiosk tiền điện tử không có giấy phép ở Ohio, cố ý thu lợi từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử. Chủ sở hữu kiêm người sáng lập Sonny Mehrabian, người quản lý Zera Mehrabian và luật sư của công ty William Soriano, bộ ba đã bị bắt vào tuần trước và lệnh khám xét đã được thực hiện tại nơi cư trú của họ ở Florida và Illinois. Nạn nhân của công ty này thường là những người già và những người ít hiểu biết về công nghệ. Họ đã bị lừa mất sạch tiền tiết kiệm sau khi truy cập vào các máy ATM Bitcoin bất hợp pháp. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.